Xin chào tất cả các em ha Thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay á Thầy sẽ chia sẻ cho các em một cái dạng toán thực tế Đó là cái dạng toán là Tính số lượng câu hỏi đúng hay là sai Thì thầy có một ví dụ như sau Trong một cuộc thi Thì học sinh chúng ta cần trả lời 40 câu hỏi Thì ở đây thầy sẽ tóm tắt cho các em coi luôn nha Thì học sinh chúng ta cần trả lời 40 câu hỏi đúng không ạ Là chúng ta cần có là 40 câu hỏi 40 câu thì uh, mỗi câu đúng á thì chúng ta được cộng là 10 điểm thì chúng ta thứ nhất là có câu đúng á đúng nè thì chúng ta được cộng 10 điểm ừ, ha còn trả lời mỗi câu sai á thì bị trừ 4 điểm ý thứ hai là sai thì chúng ta bị trừ đi 4 điểm đó các em lưu ý về hai vấn đề này thì bạn Nam đã tham gia cuộc thi trên và đã ghi nhận được tổng cộng là 288 điểm Ghi nhận được ha, ghi nhận được là 288, 8 điểm Hỏi nam trả lời đúng mấy câu và sai mấy câu Thì ở cái bài này, các em có thể gọi x là số câu trả lời đúng hoặc x là số câu trả lời sai Ok, như vậy à, bài này thầy sẽ hướng dẫn các em là gọi x là câu trả lời đúng nha Bây giờ chúng ta sẽ gọi x là câu trả lời đúng Giờ thầy sẽ minh họa các em trên cái tóm tắt này nhé Có x là câu trả lời đúng nè Đó Như vậy à, Nếu mà chúng ta có x câu đúng rồi Đúng không ạ? X câu đúng Thì câu sai chúng ta sẽ là gì? Chúng ta sẽ lấy 40 trừ đi x là số câu sai Câu sai chúng ta là 40 trừ đi Trừ đi x Đó Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm bài này như sau Đầu tiên chúng ta sẽ gọi không? Gọi x là số câu trả lời đúng và điều kiện của mình á là x nguyên dương hoặc là x thuộc n sao đều được các bạn ha ý thứ nhất và ý thứ hai sau khi chúng ta đã gọi được x câu trả lời đúng rồi chúng ta sẽ biểu diễn số câu sai theo câu đúng tổng cộng 40 câu đúng không ạ như vậy số câu sai sẽ là 40 chữ x là số câu trả lời sai là ý thứ hai như vậy, uh, ý tiếp theo là theo đề bài ta có. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Chúng ta sẽ lập ra một cái bài toán tìm x để chúng ta biểu thị là ra được cái số điểm này nè. Như vậy, cứ x câu đúng á, thì chúng ta được 10 điểm. Như vậy, tổng cộng câu đúng của mình là điểm đúng là gì ạ? À? 10x. Còn sai thì bị trừ 4 điểm. Thì chúng ta sẽ trừ đi bao nhiêu ạ? À? trừ đi 4 nhân cho 40 trừ x. Chúng ta sẽ lập một cái bài toán tìm x bằng cách gì ạ? Chúng ta lấy điểm gì ạ? Điểm câu đúng ha. Điểm câu đúng. Điểm câu đúng nè. Chúng ta trừ đi, không? Trừ đi điểm câu sai. Các bạn nhé bằng bằng gì ạ? Bằng tổng điểm. Đó, chúng ta cần lưu ý cái bí kíp này nha. Đó, bí kíp này nè. Đó, các em cần lưu ý. Đó, bí kíp này nè. Thầy vẽ bùa các em coi ha. Đó, bí kíp này nè. Đó. Thì các em nhắc lại cho các em ha. Các em uh, muốn không? Uh, tìm được Các em uh, lập ra theo đề bài ta có á, thì chúng ta sẽ lấy gì ạ? Điểm câu đúng trừ điểm câu sai bằng tổng điểm. Rồi ok, thầy sẽ lấy điểm câu đúng là bao nhiêu ạ? À? Là lấy 10x. Đó, 10x. Thầy trừ đi 4 nhân cho 40 trừ đi trừ x bằng tổng điểm là bao nhiêu ạ? À? 288. 288. Rồi ok, đây là một bài toán tìm x không Tìm x lớp 8 chúng ta đã học rất nhiều. Rồi, thầy tìm x luôn nha, tương đương 10x. Đơn nhân đa ha, nhân do trừ 4 nhân 40 là trừ 160. 60. Trừ 4 nhân cho trừ x là cộng 4x. Rồi, bằng 280, 88. Rồi, tương đương Rồi, 10x trừ 160. Rồi, cộng cho 4x trừ 280, 8 bằng, bằng 0. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành thu gọn đi ha, thu gọn nè, tương đương. Rồi 10x với cộng 4x là 14x. À -1.6 với trừ 228 288 là bao nhiêu ạ? Trừ, uh, 400 bao nhiêu ạ? Trừ 440 48 bằng bằng 0. Rồi tương đương uh, x của mình sẽ bằng gì? 448 ha. 448 mình chia cho bao nhiêu ạ? Chia cho 10. 14 kết quả là bằng 30. 32. Như vậy thì chúng ta sẽ có số câu trả lời đúng ha, kết luận. Vậy, thấy không? Số câu câu đúng là bao nhiêu ạ? À? Là 32, 32 câu. Còn số câu sai Sai là bao nhiêu ạ? À? Sai là lấy tổng câu nè, tổng câu là 40 nè, không? Ta lấy 40 và trừ đi 32 là bằng 8 câu sai nhé. Thì ok, đây là một cái bài toán liên quan về tính số lượng. Thì gọi x là số câu gì ạ? À? À, câu trả lời đúng. Và tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái cách thứ hai là chúng ta sẽ gọi x là câu sai để các em tham khảo thêm nhiều cách làm nhé Rồi thầy đã hướng dẫn các em là gọi x là số câu đúng đúng không ạ? Như vậy à, thầy sẽ có cho các em cái cách giải thứ hai. Bây giờ thầy sẽ gọi x là số câu sai nhé. Thầy cũng tóm tắt tương tự nè, thầy tóm tắt tương tự ha. Thì à, chúng ta cần bao nhiêu câu ạ? À? trả là 40 câu. Đó, tổng là 40 câu nè. Rồi à, nếu mà đúng á trả lời cô đúng á thì là được cộng là 10 điểm còn sai á không sai thì bị trừ đi mấy điểm à 4 điểm và Nam đã tham gia cuộc thi trên và ghi nhận được tổng điểm là bao nhiêu ạ à? tổng điểm là 288 8 điểm hỏi Nam trả lời đúng mấy câu và sai mấy câu như vậy bài này thầy sẽ gọi x là số câu trả lời sai các bạn ơi như vậy câu đúng của mình là bao nhiêu chúng ta có tổng 40 câu mà x câu sai rồi như vậy câu đúng của chúng ta sẽ là 40 trừ đi trừ đi x ok ha đó như vậy chúng ta sẽ gọi không? gọi gọi x là số câu số câu trả lời trả lời sai và tương tự chúng ta có thể là x nguyên dương hoặc là x thuộc n sao đều được các bạn ha đó và tiếp theo là chúng ta sẽ biểu diễn số câu đúng theo câu sai là bao nhiêu ạ à? Số câu đúng là 40 chữ x. Rồi, 40 chữ x là số câu trả lời. Trả lời gì ạ? Trả lời uh, đúng. Không, à, trả lời đúng. Cũng tương tự giống hồi nãy thôi. Chúng ta phải theo một nguyên tắc là gì ạ? Lấy điểm đúng trừ đi điểm sai, các bạn ha. Điểm đúng trừ điểm sai. Bây giờ thầy sẽ minh họa cho các em là điểm gì ạ? Lấy điểm đúng ha. Điểm đúng nè. Chúng ta trừ đi điểm sai. Thì bằng gì ạ? bằng tổng điểm các bạn ha. Tổng điểm. Đó. Thế các em nhớ theo cái bùa này nha, cái bùa này để phải nhớ các bạn ha. Đó, cái bùa này phải nhớ ha. Rồi ok, tiếp theo nè. Theo đề bài ta có được cái bài toán tìm x như sau. Đúng không? theo đề bài ta có. Rồi, thầy sẽ lấy điểm đúng trừ đi điểm sai. Điểm đúng của mình là bao nhiêu ạ? Điểm đúng của à, điểm đúng của mình là 10 nhân cho gì ạ? 40 x. Sai của mình là 4x. Rồi, thầy lấy 10 nhân cho 40 trừ đi x đóng ngoặc lại. Rồi thì trừ đi điểm sai, trừ điểm sai là trừ đi 4 4x và bằng tổng điểm là bao nhiêu ạ? À? Tổng điểm là 280 288 điểm. 288 điểm. Thì các em sẽ giải ra tương tự dấu hồi nãy thầy giải thôi ha. Để tương kiểm nghiệm cho con Vinaka này nha. Thầy sẽ nhập vô là 10 vậy 10. Rồi mở ngoặc ra 40 nè trừ nè. Alpha x nè. Đóng ngoặc lại nè. trừ cho 4 nè alpha x nè. Rồi alpha bằng nè. Bao nhiêu ạ? À? 288. Rồi ấn shift son. Chúng ta dò nghiệm từ 0 ha. rồi bằng. Như vậy à số câu gì ạ? Số câu trả lời sai của mình là bao nhiêu ạ? À? Là 8 các bạn ha. Số câu sai là 8 như vậy chúng ta sẽ được x bao nhiêu đây? Ta sẽ được x bằng mấy ạ? À? x bằng 8 không? Tương đương. Chúng ta có x bằng, bằng 8. À, ờ, x bằng 8 như vậy chúng ta kết luận vậy không? Vậy số câu không? Số câu trả lời sai. Lời sai là 8. 8 câu. Còn số câu trả lời đúng không? Đúng của mình là bao nhiêu ạ? À? Đúng ta lấy 40 trừ đi 8 là bằng bao nhiêu ạ? À? 32 câu. 32 câu đúng. Như vậy, à, thông qua cái bài tập ngày hôm nay á, thầy đã hướng dẫn cho các em được một cái bài toán là tính số lượng câu hỏi đúng sai. Chúng ta có thể gọi x là câu đúng hoặc là x là câu sai, à, tùy thuộc các em thôi. Các em thích uh, lựa chọn cách nào uh, cảm thấy dễ dàng thì các em làm. Rồi, xin chào tất cả các em ha.